sợi dây leo núi nha. Chợ nấu cơm mà, hay là ra ngoài kia chơi với chị cô Bi? Cô ngồi đây hay là ra ngoài kia chơi với chị cô Bi? Anh nằm đây nhá, nằm đây nè, nào nằm đây nha. Rồi con ngồi đây chơi nha, mẹ đi chợ tí mẹ về nha, để mẹ ra nói chị cô Bi trong trường con nha.
em bé xuống chuồng mèo rồi ta.
Mon ơi, mẹ đây mẹ đây. Hai đứa đi đâu mà từ dưới đó chạy lên á? Cô biết. Mới hay là Mon lại lén xuống với lại em mèo đúng không? Mèo mẹ Ali rồi đúng không? Bi, Mon lại chạy xuống dưới với Ali đúng không? Mon, mẹ dặn Mon mà Mon không nghe hả? À? Mon phải ngoan chứ. Mon đừng có xuống Ali nữa nha, để cho Ali nghỉ ngơi nhé. Nhé chứ, nghe chứ. Cô Bi nhớ để ý em nhé, để cho Mon Ali nghỉ ngơi. Ali mới sinh em bé, Ali mệt đấy nha. À, mẹ có chuối kìa. Bây giờ mẹ lấy chuối cho hai đứa ăn nhé, được không? Được không? Được không? Được hả? Đi nào, lấy chuối ăn nha. Đi, mẹ đi lấy chuối cho mẹ ăn nào. Ngon không? Ừ. Ở trên này ăn chuối thôi nha, đừng có xuống với Ali nữa nha, để cho Ali ngủ, Ali có sức, Ali cho con Ali bú nữa. Này cho cô Vi này, mau ăn nhanh lên để ăn với chị nè con này.
Ôi trời ơi, cô Vi là đang có chuyện làm đâu em? Tại sao hai đứa lại lần lôi mèo con lên đây hả? Trời ơi, nãy giờ chắc là Ali đi tìm con Ali lắm rồi đấy. Nào, hai đứa hư lắm nha. À, hai đứa phải đi xuống xin lỗi Ali đi. Nghe không? Tí nữa bây giờ mẹ đem mèo con xuống cho Ali xong rồi tí nữa hai đứa phải xuống xin lỗi Ali nghe chưa? Nhớ không? Không có được đem mèo con lên đây. Hai đứa thích chơi với mèo con hả? Để khi nào mà mèo con lớn lên mới được chơi nghe chưa? Cô Vi nhớ chưa? Cô Vi đi nhớ chưa? Ngon nữa nghe chưa? Nào bây giờ hai đứa ngồi đây để mẹ đem bốn mèo con xuống cho Ali nào, chứ để Ali đi tìm này. Rồi xuống đây. Ngon đi, mon ngồi đây. Rồi cô Vi ngồi đây cái mon này. Nhớ mẹ dặn đó, nghe chưa? Ôi dồi ôi em yêu ơi, mẹ đưa em xuống đây nhá. Ali ơi, trời ơi Ali ơi, con buồn lắm hả? Ali, con buồn hả? Này, mẹ đưa mẹ con ra con này. Ôi thương chưa? Ôi, nhầm đây nha. Đấy, đi tìm con hả? Cô Vi với lại con hư đi, để tí nữa mẹ trách hai đứa nó nha. Để mẹ dặn cô Vi với con là không được lấy mẹ con nữa nha. Ali khóc nha. Thương Ali quá. Tại vì cô Vi với con muốn chơi với mẹ con nó ha, nha, con đừng giận nhé, đừng giận cô Vi với con nha, mẹ thương nhé, nha, mẹ bảo hai đứa xin lỗi con nha, mẹ thương nè, nhờ cho con bú nè, rồi cho mẹ con bú nha, rồi em bé ơi, cho em bú nha, em bú nè, đấy, cho em bú mẹ nha. Đấy, đúng rồi, giỏi quá, yên tâm nhé. Đấy, đây này. Rồi, giỏi quá. Vậy sao mà hai đứa còn lấy mẹ con đi là mẹ phạt nha. Mẹ phạt hai đứa luôn nha. Mẹ bảo vệ cho Ali mà nha. Con vợ đi nha. Nào, con đi đây.
Xuống vườn cây chơi với chị Kobe kìa, được không? Ừ, ngồi đây cho mẹ đi giặt thảm nha. Nào, sao? Ừ, đi chơi đi, con đi chơi đi. Đấy, con đi chơi đi nha. Nào, ngồi đây chơi.
Nào, để mẹ đóng cửa cho Ali nha. Đợi mẹ đi nha. Ali đang bị đau mắt ấy nha, con đừng có xuống nó nhiều. Mắt công là Ali lại với con của Ali lại lai đau mắt cho con nha. Để mẹ chữa cho Ali với lại các con khỏi đã. Mèo con khỏi là con chơi nha. Chứ con. Nào bi ôm em đi. Con đi chơi kêu cả buổi sáng này em cũng nhớ con á. Nào ngồi đây ôm em nè. Đấy, đúng rồi.
ơi, uống sữa này. Chị ăn cho em con uống sữa nhá. Uống đi rồi xíu vô chơi với chị Kobe nhá. Sao vậy? Không muốn uống nữa hả? Không no rồi hả? Thế thôi chị Trang để đây xíu nữa rồi khi nào uống thì chạy vô phòng gọi chị Trang nhá. Ngồi đây chơi nhá, em ngồi đây chơi. Tí nào uống sữa thì vô gọi chị Trang nhá.
đang nhờ cô Bi một việc nhé. Nhé, cô Bi cầm cái đồ ăn này vô cho Ali giúp chị Trang nhé. Ok không? Nào, xuống đây nào. Giỏi quá, cô Bi nghe lời ghê á. Cầm vô cho Ali giúp chị Trang nhé. Rồi đi bên kia rồi. À, để chị Trang bọc lại để cho cô Bi cầm đi cho dễ nhé. Đây cho em xuống nào. Rồi đây, cô Bi đây. Cầm xuống cho Ali nhá, giúp chị Trang nhá. Cô Bi cầm đi. Mon ơi, ô, Mon đi đâu rồi nhở? Mon ơi, em ở đâu rồi? Bình sữa còn chưa cậu uống đây này. Mon ơi, trốn ở đâu ấy nhỉ? Hay là đi chơi ở đâu rồi? Mon ơi, Kobe, em đi đâu á? Sao cơ? Em Mon ở dưới chỗ Ali á hả? Ui, làm chị Trang đi tìm em Mon nãy giờ. Chị Trang biết rồi, thế thôi bây giờ em Kobe ngồi ở đây chơi nhá. Đợi chị Trang một xíu, chị Trang xuống chỗ Ali để bé em Mon lên chơi với Kobe nhá. Kobe ngoan quá. Nào, ngồi đây nào. Ngồi chơi với bông nhá. Để với gấu bông đi, đợi chị Trang một xíu. Ôi Mon, sao em Mon lại ở đây thế? Không để cho Ali nghỉ ngơi à? Ali ăn đi để còn có sức mà cho Mon bú chứ nhá. Ali cố gắng ăn vào. Đấy. Em để em Kobe, em Mon bây giờ lên trên nhà chơi với Kobe để cho Ali nghỉ ngơi nhá. Không có làm